điều tra vụ nghi ném mìn vào người đến đòi nợ. Khởi tố vụ án đứt cáp vận thang xây trường học làm 3 người tử vong, 7 người bị thương. Lao ra cứu em gái, hai anh em ở Nghệ An đuối nước tử vong. Tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng chặn đánh tài xế xe tải trên cao tốc. Bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép ma túy tại thành phố Trà Vinh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ nghi do ném mìn xảy ra tại địa phương. Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại khu 3, đồi cao Văn Hóa, phường Hà Lầm, có hai người đàn ông chưa rõ danh tính đi xe máy tới nhà ông L với ý định đòi nợ tiền rồi xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, hai người đàn ông đi đòi nợ bất ngờ phát hiện một vật được ném từ tầng 2 của nhà ông L tới vị trí đỗ xe máy của mình. Thấy vậy, hai người đàn ông hô nhau bỏ chạy. Chỉ vài giây sau, có tiếng nổ lớn phát ra, chiếc xe máy của họ bị hư hỏng. Nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố Hạ Long cùng các đơn vị liên quan đã tới hiện trường để phong tỏa và điều tra. Vụ việc không gây thiệt hại về người, những người có liên quan đã được triệu tập để lấy lời khai. Chiều ngày 24 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra ngày 18 tháng 6 tại xã Đông Yên, Quốc Oai, làm 3 công nhân tử vong, 7 người bị thương vì đứt cáp. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 18 tháng 6, công nhân ở dưới lán công trường xây dựng trường mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai phát hiện phía sau công trường, khu vực để thang với vật liệu có 10 người đang bị thương nằm ở dưới đất. Sau đó, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có 3 nạn nhân tử vong, còn 7 nạn nhân khác tiếp tục được theo dõi cấp cứu điều trị. Theo công an, sơ bộ xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do quá trình mời công nhân cùng di chuyển bằng máy vận thang nâng hàng từ tầng 3 xuống tầng 1 thì đứt dây cáp dẫn đến rơi tự do xảy ra tai nạn. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ cháy thương tâm xảy ra tại đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 anh em ruột tử vong, ngày 24 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện về vụ cháy nhà dân, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới nhân thân, gia đình của các cháu bị nạn. Trong công điện, Phó Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là luật phòng cháy chữa cháy, chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 và chỉ thị số 19 CTTTG ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Liên quan đến vụ ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Huế bốc cháy trong đêm ngày 24 tháng 6, đại diện chùa Thuyền Lâm thành phố Huế cho biết, nhà chùa chưa có bất cứ lời kêu gọi ủng hộ nào từ việc cháy chùa. Các thông tin kêu gọi hùn phước đang lan truyền trên mạng hiện nay là không chính xác, do kẻ xấu tạo nên với mục đích lừa đảo Phật tử và các nhà hảo tâm. Trước đó, vào ngày 24 tháng 6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của tài khoản Chùa Thuyền Lâm, thành phố Huế có nội dung kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí cho nhà chùa sau hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại cũng ghi cụ thể là khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, cuối bài đăng còn để lại số tài khoản và mang tên Đinh Đức Nam, Sư Tăng Thích Đức Nam để Phật tử nhà hảo tâm gửi vào hùn phước. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết nhận về nhiều lượt chia sẻ, đồng thời phía bên dưới cũng để lại nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nắm được thông tin, Sở đã liên hệ trực tiếp đại diện của chùa Thuyền Lâm và xác định không có việc kêu gọi ủng hộ sau vụ cháy. Đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ ai đăng tải những thông tin kêu gọi này. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 24 tháng 6, ông Lang Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong thương tâm. Theo đó, khoảng 13 giờ trưa cùng ngày,
cháu Quang Đại Nam sinh năm 2023, chú xã Châu Bính và em gái Quang Mộng Kiều sinh năm 2017 của một nam sinh gần nhà ra khu vực sông Hiếu tắm. Trong lúc tắm, cháu Kiều không may bị sẩy chân vào vùng nước sâu, bị dòng nước cuốn trôi. Thấy em bị đuối nước, Nam lao ra để cứu em gái nhưng bất thành, khiến cả hai bị nước cuốn trôi ra giữa dòng sông. Đứng trên bờ, nam sinh còn lại chạy về gọi người ra ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân ra tìm thì cả hai bị nước cuốn mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người thân đã ra sông tìm kiếm. Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy cả hai nạn nhân. Được biết, gia đình hai cháu thuộc diện hộ nghèo, hiện chính quyền địa phương và người thân đang làm thủ tục mai táng cho cả hai cháu bé. Chiều ngày 24 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế vừa làm rõ đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng tài liệu con dấu giả cơ quan tổ chức. Trước đó, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế tiếp nhận tin báo của chị BTNQ, 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố Huế về việc có người tự xưng là Hồ Sĩ Nguyên, cán bộ đội điều tra tổng hợp công an thành phố Huế. Người này tiếp xúc với chị Quy và đưa thẻ công an có hình ảnh người này đang mặc quân phục cùng giấy triệu tập làm việc, lấy số điện thoại và nhiều lần hẹn chị tại quán cà phê để làm việc. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng này là Văn Hữu Long, 27 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế. Tại cơ quan công an, Long khai nhận mục đích giả danh công an để tiếp cận các sinh viên nữ nhằm mục đích ý đồ xấu. Số giấy tờ giả mà Long sử dụng cho chính Long đến cửa hàng photocopy chụp ảnh để làm giả. Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Long cũng như chủ cửa hàng photocopy chụp ảnh theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an huyện Bảo Yên đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Nguyễn Văn Tạo, 46 tuổi, Trần Mạnh Cường, 42 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Hồ Văn Trường, 23 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, để điều tra, làm rõ về việc hành hung tài xế xe tải trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tạo khai khi xảy ra va chạm, mặc dù đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để giải quyết, nhưng chủ xe tải vẫn không dừng mà tiếp tục bỏ đi. Do quá bức xúc trước hành động đó, nên Tạo đã cho xe chặn ô tô tải và xảy ra sự việc trên. Trước đó, theo clip ghi lại, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Lào Cai liên tục lấn sang đường ngược chiều, lạng lách tạt đầu để vượt lên chặn ô tô tải. Đoạn cao tốc mà xe khách vượt lên có hai làn xe và kẻ liền cấm các phương tiện vượt. Ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy Vân, 56 tuổi, cư trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại một quán ăn ở khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh, Công an thành phố Trà Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tàng Nguyễn Thị Thúy Vân tàng trữ 3 túi ni lông màu trắng nghi là ma túy. Tiếp tục khám xét các túi đồ trên người và trên xe ô tô của đối tượng, lực lượng công an phát hiện thêm 2 túi ni lông màu trắng và nhiều tài liệu đồ vật khác có liên quan. Tổng khối lượng các túi ni lông nêu trên là 512,64 gram, kết quả giám định là ma túy. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Thị Thúy Vân khai nhận vận chuyển ma túy thuê từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Trà Vinh để tiêu thụ. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tối ngày 24 tháng 6, lãnh đạo thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn thị trấn Yên Định đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng điện máy Hưng Thịnh. Theo lãnh đạo thị trấn Yên Định cho biết, vào thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, 4 người trong nhà đã kịp thời thoát sang nhà hàng xóm. Được biết đám cháy bắt đầu từ phía dưới và lan lên các tầng trên. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức dập tắt đám cháy. Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của người nước ngoài ở quán ăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo chủ nhân đoạn clip, anh Nguyễn Thành Long cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 13 tháng 5 tại cửa hàng xôi của anh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm xảy ra sự việc, quán của anh Long đang vắng khách. Một người đàn ông nước ngoài có đến quán để hỏi mua hai chai nước. Người này đưa cho nhân viên tờ 500.000 đồng, sau đó được nhân viên thối lại 470.000 đồng. Tuy nhiên, người đàn ông bắt đầu nói tiếng nước ngoài loạn xạ, tỏ vẻ không muốn mua nữa. Khi thấy nhân viên bối rối, người này lại đổi ý mua thêm một chai nước nữa, giả vờ nhét vào tay nhân viên tờ 500.000, nhưng nhanh tay nhét xuống điện thoại. Lúc này, người đàn ông tỏ vẻ đã đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên và yêu cầu đưa lại 470.000 đồng tiền thừa. Nhân viên đang bối rối, nghĩ mình đã nhận tiền của khách nên đồng ý làm theo lời của người này.
Cuối cùng, nữ nhân viên đã bị mất số tiền 470.000 đồng cùng 3 chai nước. Khi phát hiện sự việc, người đàn ông nước ngoài ấy cũng đã rời đi. Phát biểu về vụ việc, anh Long cho biết bản thân anh rất bức xúc và muốn đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo những cửa hàng khác. Được biết trong thời gian qua, hành vi lừa đảo của người nước ngoài tương tự như trên đã xuất hiện và được cảnh báo ở nhiều nơi như thành phố Đà Nẵng, thành phố Vũng Tàu. Đoàn chuyên gia quốc tế UNESCO ICOMOS, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, cùng với các chuyên gia Việt Nam vừa tiến hành khảo sát, thẩm định thực địa tại các bãi cọc Bạch Đằng của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để góp ý vào hồ sơ đề cử di sản thế giới đối với quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Được biết, đây là bước thẩm định của đoàn chuyên gia ICOMOS nhằm tư vấn trực tiếp vào việc hoàn thiện hồ sơ trước khi các chuyên gia của UNESCO thẩm định chính thức vào cuối tháng 8 tới đây. Thực hiện nội dung này, đoàn chuyên gia đã khảo sát thẩm định thực địa tại Bảo tàng Bạch Đằng, các bãi cọc Yên Giang, Đồng Văn Muối, Đồng Má Ngựa. Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên, các sở ngành của tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp báo cáo với đoàn chuyên gia về việc triển khai các nội dung công việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận các bãi cọc Bạch Đằng trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc ở ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Trước đó, ngày 26 tháng 1 năm 2024, hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được trình UNESCO để xét ghi là di sản thế giới. Đây là hồ sơ di sản đầu tiên ở Việt Nam theo chuỗi 18 cụm di sản với 32 điểm di tích tại liên tỉnh, địa bàn rộng lớn, địa hình đồi núi phức tạp. Hồ sơ có sự tham gia nghiên cứu khảo sát của hơn 100 chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều chuyên gia hàng đầu. Chiều ngày 24 tháng 6, tại số 15 Lê Lợi, thành phố Huế, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ phát động tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2024, đồng thời khai mạc không gian thực nghiệm nghề may áo dài và triển lãm mỹ thuật nét đẹp áo dài Huế. Đến tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo người dân và du khách. Ngày hội áo dài cộng đồng Huế được Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế khởi xướng tổ chức từ năm 2020 và được duy trì trong những năm qua. Đặc biệt từ sau khi đề án Huế kinh đô áo dài chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại quyết định số 678 QĐ UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023, khẳng định tính đúng đắn trong công việc phục hưng áo dài truyền thống quốc phục Việt Nam. Năm nay, tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2024 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động liên tục kéo dài từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6. Nhân dịp này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các cuộc thi, liên hoan tìm hiểu và phát động mặc áo dài cũng được tổ chức tại nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, chợ Đông Ba. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể du khách cùng các tầng lớp nhân dân đồng hành hưởng ứng tuần lễ áo dài cộng đồng Huế 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.